Quý vị và các bạn thân mến, 2 đến 3 triệu đồng là số tiền xử phạt trong hành vi vi phạm không nhường đường cho xe ưu tiên, cùng với đó là có thể bị tước bằng từ 1 đến 3 tháng. Thế nhưng hành vi này vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại tại Việt Nam, và gần đây nhất là chiếc xe taxi đã không nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Donald Trump. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về vấn đề này với khách mời của chương trình, Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư Hà Nội. Dạ vâng, chào ông. Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng ta thấy có một cái vấn đề gần đây, đấy là chiếc xe taxi không nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Donald Trump, vì vậy đã bị đâm trực diện. Vậy thì dưới góc độ pháp lý thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Cái sự việc đó nó ảnh hưởng đến cái văn hóa giao thông, làm cho người ta nhìn nhận cái vấn đề này, ý thức tham gia giao thông của một cái cá nhân thôi, nhưng mà có thể nhìn nhận đến đánh giá là có thể ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến cái văn hóa của cả một cái khu vực, cả một cộng đồng. Vì vậy là trước cái tình huống như vậy thì cảnh sát giao thông đã có cái ứng xử tôi nghĩ là cũng rất là cứng rắn, và thể hiện là cũng đã có cái biện pháp để yêu cầu xe đó dừng lại. Và cái sự việc đó thì phải thể hiện là cái hành vi vi phạm pháp luật của cái người lái xe taxi đó, vi phạm các cái quy định của luật giao thông đường bộ, và có thể bị áp dụng các cái quy định tại cái nghị định 46/2016 để xử phạt vi phạm chính. Mức xử phạt ở đây có thể từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Ông đánh giá như thế nào về biện pháp xử lý của cảnh sát giao thông ngay tại thời điểm lúc đấy ạ? Tôi nghĩ là lúc đó cảnh sát giao thông thì chắc là cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nếu mà để mà chặn đường, để mà dừng xe, để mà áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ thì tôi nghĩ là cũng rất phức tạp. Cho nên là cái tình huống xử lý của cảnh sát giao thông lúc đó tôi nghĩ là hợp lý để ngay lập tức ngăn chặn cái hành vi. Còn nếu không thì mật vụ của Mỹ người ta cũng sẽ có những cái biện pháp nghiệp vụ của người ta. Nguyên nhân từ đâu mà mặc dù những quy định này đã được quy định rất rõ ràng trong pháp luật, thế nhưng mà hành vi vi phạm luật giao thông này vẫn tiếp tục diễn ra? Có thể nói là cái việc mà tham gia giao thông của người giao thông Việt Nam, có nhiều người nói là ý thức tham gia giao thông là như theo kiểu là điền vào chỗ trống. Cái đó nó tạo thành một cái thói quen, phải nói thói quen xấu, thói quen không tuân thủ pháp luật. Và thói quen đấy nó tạo ra có thể gọi là văn hóa giao thông, văn hóa ở cái mức độ mà nó không được ấn tượng, không được đẹp, không được tốt, và nó làm cản trở cái việc hoạt động giao thông. Thế thì theo quy định pháp luật thì cái chế tài trong trường hợp này cản trở cái đoàn xe ưu tiên này thì có thể xử phạt 2 triệu, 3 triệu theo cái quy định tại nghị định số 46 năm 2016. Tôi nghĩ là nếu mà nói rằng chế tài như vậy là thấp ấy, thì cũng đó là một nguyên nhân thôi. Chứ còn thì để mà giảm bớt những hiện tượng vi phạm pháp luật, làm tăng cái ý thức của người tham gia giao thông, tăng cái văn hóa giao thông, văn hóa tốt đẹp, thì tôi nghĩ là cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là quan trọng đầu tiên. Và thứ hai nữa là có những cái khuyến cáo nâng cao cái văn hóa, cái ý thức của người ta trong việc tham gia. Vấn đề không phải chỉ là mức phạt mà là một sự xấu hổ với cộng đồng. Như vậy là có thể nói rằng là cái văn hóa giao thông là cái chính, là cái mà để giảm thiểu cái tai nạn giao thông, và cái ý thức chấp hành đấy là phải bằng cách tuyên truyền, phổ biến giáo dục, bằng cách nâng cao cái nhận thức cũng như là cái ý thức tôn trọng bản thân mình như tôn trọng cộng đồng. Bởi vì một cái hành vi như vậy nó không những là gây nguy hiểm cho bản thân mình, còn gây nguy hiểm cho người khác. Chúng ta có nên nâng cao hình phạt cho hành vi này hay không ạ? Bởi vì chúng ta thấy không chỉ là trong thời điểm vừa rồi với chiếc xe taxi và đoàn xe của Tổng thống Donald Trump, mà kể cả ngay ngày thường chúng ta thấy xe cứu hỏa cũng không được nhường đường, hay là xe của bệnh viện cũng không được nhường đường ạ? Để xử lý, để nâng cao ý thức chấp hành giao thông thì một là cái việc tuyên truyền, thứ hai là cái phương pháp xử lý vi phạm. Thì nếu như chúng ta tăng cường các cái biện pháp nghiệp vụ cũng như là tăng cường các cái phương tiện kỹ thuật là giám sát bằng camera và xử phạt phạt nguội, và tăng cường là đẩy mạnh là quản lý tài sản bằng thông qua tài khoản, có nghĩa là mỗi một công dân thì bắt buộc phải có một cái tài khoản tại một ngân hàng, và phải duy trì ở một hạn chế dùng tiền mặt, và khi vi phạm giao thông thì người ta sẽ trừ tiền trong cái tài khoản đó. Như một số nước phát triển thì nó sẽ nghiêm minh. Như vừa rồi ông có chia sẻ thì các đồng chí công an đã không cứng rắn trong việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến vấn đề này thưa ông? Xử lý không nghiêm thì tôi nghĩ là cũng có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất là chúng ta xuất phát từ một cái nền văn hóa cộng đồng,
văn hóa đất nước, văn hóa cộng đồng làng xã, cho nên là chúng ta vẫn bị lụy về tình, cái tình cảm. Cái tình cảm làm cho người thi hành công vụ ấy, họ bị nể nang. Ví dụ phát hiện một trường hợp mà cái người vi phạm giao thông ấy lại là cái người mà con em họ hàng nhà cái người đồng chí của mình đấy, thì không đỡ nào mà xử lý. Và khi người ta xin thì có thể là sẽ bỏ qua. Bỏ qua thì tất nhiên pháp luật không cho phép cái việc đó, nhưng thực tế vẫn có diễn ra tình trạng như vậy. Cái việc thứ hai nữa là có đối tượng ngổ ngáo, những đối tượng mà sẵn sàng là chống đối cản trở. Còn nhiều đồng chí cảnh sát giao thông nhiều khi là cũng ngại va chạm, ngại va chạm với đối tượng đấy thì có khi nó mất thời gian. Thứ hai nữa là nhiều khi là phức tạp vấn đề là mình mất việc, mình không còn thời gian để mà điều hành giao thông nữa. Đấy là những lý do thứ hai. Nên thứ ba là cũng có thể là xảy ra những trường hợp là tiêu cực trong cái việc xử lý vi phạm cũng có, không phải là không có. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có những biện pháp nào để có thể cải thiện tình trạng này ạ? Tôi nghĩ là để cải thiện tình hình này thì nó cần phải có thời gian và cần có lộ trình. Đặc biệt là thứ nhất phải tăng cường hệ thống giám sát và camera. Thứ hai nữa là tăng cường hình thức xử phạt nguội. Thứ ba nữa là cùng với đó là nâng cao cái hạ tầng giao thông để đảm bảo tham gia an toàn và cái nâng cao cái ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, phổ biến các cái quy định pháp luật mới cũng như là chế tài và cái câu chuyện là xử lý nghiêm minh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, tuân thủ theo luật pháp là trách nhiệm của mỗi công dân. Và qua câu chuyện này thì chúng tôi mong rằng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về việc thực thi luật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.